Chào bạn, mình là Lê Kim Việt và đây sẽ là một cái video đầu tiên mình post lên trên Page Hậu Kiểm Tạp. Thì sơ sơ về mình thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là tên thật của mình tên là Nguyễn Trường Tấn Lực và hiện tại kênh YouTube của mình đó là Lê Kim Việt. Thì mình kiểu là làm video cũng khá là lâu rồi. Mình đã bắt đầu làm video từ 2012 và bắt đầu kiểu video kiểu bình luận trong cái mấy cái video game từ hồi năm 2013. Thì đến giờ thì cũng sắp qua 2015 rồi. Và 2014 này nó cũng khá là nhiều kỷ niệm, nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì năm mới này mình sẽ có những cái dự định mình sẽ nói với các bạn trong ngày hôm nay. Thì thứ nhất là mình sẽ remake lại cái bản thân mình, không phải remake bản thân mình mà remake lại cái những cái máy móc mình đã nâng cấp máy lên rồi. Và năm mới này mình sẽ quyết định sẽ đầu tư nhiều hơn về máy móc hơn. Thì mình đã nâng cấp máy rồi và mình sẽ nâng cấp luôn cả cái camera luôn, tại vì camera này lỡ quá mày quay cái mặt mờ tịt, với lại cả cái mic nữa, mic nghe cái giống nó không giống với cái giọng của mình, thì giọng của mình ngoài đời manly lắm. Thì lý do tại sao mình lại chuyển sang hậu game tạp thì tại vì thường thường thì Bách bữa gaming thì có 4 người, mình, Huy Béo, Canty và Vũ, John Gamer. Thì nhưng mà hiện giờ ba ông đó cũng có cái việc riêng rồi. Thì việc riêng là giờ sao thì Canty thì ổng đi làm rồi và ổng kiểu là thích tiền rồi. Bây giờ ông chỉ quan tâm bị gái gú gì thôi. Nên là ổng cũng không thích chơi game nữa, nhưng mà ổng còn vẫn thích chơi Liên Minh. Nên thế này là mỗi lần vào trong cũng đánh với ổng và trận nói chuyện vui với ổng, thật chơi với ổng cũng vui vui lắm. Và Vũ thì hiện tại thì cũng có một cái việc riêng, xin việc làm, học xong đương nhiên phải đi làm chứ ở đâu thời gian chơi game, mà đương nhiên phải kiếm vợ kiếm này kiếm con này nọ. Còn Huy Béo thì ổng kêu là chắc là ổng có một cái dự định riêng về cuộc đời ổng rồi, nên là thôi, nên ổng đã không làm video trong thời gian. Để ông chụp ngay cái video mới đào chứ. Nên là mà hỏi ổng lý do là sao ổng nghỉ, ổng kêu ổng chán, chắc là ổng kiểu mắc câm tình với game, hoặc là ổng sắp có một cái dự định gì mới cho cái cuộc đời ổng rồi. Và thì chỉ còn một mình thôi, nên là mình làm gì nữa, làm FA đó, gọi là tập đoàn bự gaming mà có một mình thôi thì thôi nghỉ luôn đi. Và mình quyết định chuyển sang hậu game tạp để gặp gỡ những người mới, đó là OT, AM, Pwin, những người đó. Thì những người này thì mình cũng cũng chơi với mấy ổng lâu rồi, nhưng bây giờ mình sẽ tiếp xúc hơn với ổng nhiều và thân thiết với ổng nhiều hơn, mặc dù mình với bọn họ là kiểu chơi với nhau cũng khá là lâu rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình chuyển sang bên ổng làm. Thì nói thật đây là lần đầu tiên như làm máy. Nó nhảm. Thì Noel này á, thì mặc dù chưa đến Noel nhưng mà dù sao mình cũng phải chúc mừng Giáng sinh với các bạn, để mất công mà tới Giáng sinh là mình không post được, tại vì lúc đó đi chơi rồi còn thời gian đâu mà post. Thì trong mấy ngày hôm nay thì mình không ra video được, tại vì mình cũng ra ngoài mấy cái ra ngoài thành phố để mà kiểu là lên chơi này nọ trong đó, gặp gặp gì đó, nói chung thăm với ông ra ngoài đó thôi. Thì mình cũng đã lấy cái RAM của mình về thì lắp vào máy thì chơi cũng khá là ngon, nhưng mà cái trò từ Evil Within thì mình không thể nào mình chơi tiếp được, tại vì hiện tại nó đang gặp không phải là kiểu là do máy mình yếu, nhưng mà tại vì trò này nó port kiểu sao, nên là mình chơi game đó mình chơi crash đó, nhưng mà chắc có lẽ là do crash nó không phù hợp, nên là chơi nhiều lúc đứng hình, mặc dù nó năng RAM rồi, cái này chắc chắn do game này không phải do mình.
cái này do game nên là mình tạm thời chưa chơi được, có lẽ là tập trung vào Fall Guys 4 nhiều hơn. Và hiện tại thì những dự định sắp đến của mình trong 2015 đó là, thứ nhất là mình sẽ vẫn tiếp tục chơi hai trò Tự Evil Quyết Khiêm và Fall Guys 4, và sau khi mình chơi Fall Guys 4 xong mình mới chơi Tự Evil Quyết Khiêm. Và tầm ngày 27 tháng 1 này sẽ có game GTA 5 trên PC. Mình nghĩ là mình sẽ quay, nhưng mà mình sẽ không quay quay theo cái kiểu mà quay full game đâu, mà mình sẽ quay theo kiểu từng mission kìa. Giống như ngày xưa mình quay những game, mấy game GTA khác mình cũng chỉ quay toàn theo kiểu mission thôi, mà đây là đó, quay như vậy cho bớt tốn thời gian, bởi vì game đó chơi lâu lắm, mặc dù mình chơi trên PS3 rồi nhưng mà mình muốn trở lại và quay. Trong chơi PS3 cũng khá là dài, mình chơi cũng một nguyên tháng chưa chơi xong nữa, hồi năm ngoái. Và đến tháng 2 thì sẽ có cái Resident Evil Revelation 2. Thì mình đã chơi Resident Evil Revelation 1 rồi, chơi cũng khá là hay, nên là quyết định là game này có lẽ mình sẽ không bỏ qua. Đến tháng 3 thì mình sẽ chơi trò Battlefield Hardline. Trò này thì được làm single bởi là Visceral, nên là mình nghĩ là bọn họ sẽ làm tốt, tại vì bọn họ đã dời sang tầm vài tháng, 5 tháng rồi. Mình nghĩ là chắc chắn họ phải làm về mặt hay cho người ta chơi chứ, chắc chắn là sẽ hay, mình mong là vậy. Nếu mà không thì thôi, thất vọng và lời cho bọn EA này. Đến tháng 4 này thì mình không biết là sẽ có game gì, nhưng mà theo đọc thông tin thì có lẽ Dead Island 2. Thì mình nghĩ là mình sẽ chơi cùng với hội game tạp, nhưng mà mình cũng có lên trên hội game tạp kìa, cũng có vào phòng alo hỏi mấy cái thằng trong, như mấy thằng member thôi chứ không phải là kiểu mấy ông kia đâu. Hỏi là mấy ông là khi nào ông vô đây vậy, kêu là chỉ tầm khoảng là 1-2 giờ sáng, có nghĩa là mà khuya rồi á. Bảo lên trên đó chơi thôi, mấy ông này rảnh hơi quá, chắc mấy ông này uống cà phê nhiều quá rồi mà. Mình đây là thức coi như là bị chửi liền thôi, đừng đùa. Thì mình nghĩ là không biết hội game tạp này có co-op với nhau không, nhưng mà mình nghĩ là bọn họ nên co-op với nhau. Thì những mấy cái trò co-op trong tháng 2012 này, trong 2015 này là sẽ có những cái game như là Evo này, với lại cái game mà tương tự như là Left 4 Dead và Dead Island 2. Thì mình mong là Hay Xui sẽ co-op được những người đó. Và mình cũng sẽ thay đổi về avatar nữa, nên là thôi, cái anh avatar này thì tôi chắc phải chia tay anh thôi, tại vì anh đã theo mình trong suốt thời gian khá là lâu rồi, nhưng mà bây giờ anh phải chia tay, em phải chia tay anh. Thì cần phải có một, thì năm 2015 này phải remake lại mình chứ, và đừng có khóc nữa, khóc làm cái gì không biết. Và mình nghĩ là 2015 này mình sẽ có nhiều cái sự kiện trao quà cho các bạn nhiều hơn, giveaway á. Thì mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình và hội game tạp như là OT, AM. Còn Bwin thì ông chưa có channel nên chưa nói là ủng hộ cũng được, nên là thôi ngoại trừ ông ra. Và mình chỉ thông báo đến thế thôi. Mong các bạn sẽ ủng hộ mình lâu dài hơn nữa. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.